Jennifer Phạm cao tay đáp trả khi bị xóc xỉm đời tư lấy chồng giàu sang. Trước những lời cà khịa xỉa xói đời tư, Jennifer Phạm đã lên tiếng đáp trả khiến cư dân mạng ngậm ngùi. Mới đây trên Facebook cá nhân của Jennifer Phạm đăng tải một số hình ảnh sự kiện cùng những triết lý cuộc sống. Luôn vui vẻ sống hết mình với cuộc sống hiện tại chính là cách để không vướng bận vào quá khứ, cũng như tạo động lực hướng tới tương lai tích cực, cô nhắn nhủ. Trước những lời khen ngợi về nhan sắc, những câu bình luận tích cực về dòng triết lý của người đẹp, thì bất ngờ đâu đó xỏ ra một vài bình luận tiêu cực móc mỉa Jennifer Phạm. Cô này thử lấy chồng nghèo xem cô ấy nói gì nhỉ? Trước những lời lẽ chẳng có miếng duyên nào của một cư dân mạng, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 cũng không chịu ngồi yên, lên tiếng đáp trả sâu cay. Chồng giàu hay nghèo thì có làm sao hả bạn? Thời buổi bây giờ nam nữ bình đẳng, phụ nữ cũng phải có sự nghiệp và nguồn kinh tế riêng, chứ không phải cứ ở nhà ỷ lại chồng nuôi như quan điểm của bạn đâu nha. Chúc bạn tìm được hạnh phúc của riêng mình. Với đáp trả thâm sâu của Jennifer Phạm khiến chủ nhân của bài viết kém duyên phải muối mặt rút lui. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam ca sĩ Quang Dũng, Jennifer Phạm bất ngờ hẹn hò với doanh nhân Nguyễn Đức Hải. Một năm sau đó, người đẹp được doanh nhân Đức Hải cầu hôn bằng chiếc nhẫn vàng do chính anh vẽ kiểu ở Italy. Cả hai đã quyết định tiến đến hôn nhân và định cư tại Hà Nội. Doanh nhân Đức Hải từng chia sẻ với truyền thông về việc bà xã từng đổ vỡ trong chuyện hôn nhân. Anh cho biết bản thân mình rất trân trọng cả hiện tại và quá khứ của vợ. Một trong những lý do khiến Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 phải nể ở bạn đời là cách anh đối xử với bé Bảo Nam, con riêng của cô và người chồng đầu tiên, ca sĩ Quang Dũng. Cuộc hôn nhân của Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải ngày một viên mãn và hạnh phúc nhân đôi khi lần lượt đón những trái ngọt là ba em bé, Thùy An, Minh Trung và Phương Bình. Sau 9 năm chung sống và có 3 người con, nhưng tình cảm vợ chồng giữa Jennifer Phạm và ông xã Đức Hải vẫn mặn nồng tình cảm như thuở ban đầu. Dù công việc có bận rộn đến mấy, Đức Hải vẫn dành quỹ thời gian hộ tống bà xã tham dự một số sự kiện giải trí. Trước đó, Jennifer Phạm cho biết có lần vợ chồng cùng dự sự kiện dưới tiết trời lập đông, cô chỉ mặc chiếc đầm mỏng trên thảm đỏ. Thấy vậy, ông xã liền lấy áo khoác cho vợ đỡ lạnh. Cô nói, hành động nhỏ nhưng cho thấy sự chu đáo quan tâm mà bạn đời dành cho mình. Không những vậy, ông xã doanh nhân không hề để vợ cô độc trong hành trình làm mẹ. Trái lại, doanh nhân Đức Hải còn từng khiến Jennifer Phạm bất ngờ khi ngay từ khi có con đầu lòng, anh đã tỏ ra rất có kinh nghiệm chăm trẻ. Bởi anh vốn là anh lớn trong nhà nên từ nhỏ đã phải hỗ trợ mẹ giặt tã pha sữa cho em. Khi chăm con, anh làm quen việc rất nhanh mà không hề bị vụng về chân tay. Trong nhiều năm chung sống với ông xã, Jennifer Phạm luôn cho thấy đây là cuộc hôn nhân hạnh phúc. Dù bận rộn nhưng người đẹp và chồng đại gia luôn dành thời gian đi du lịch, nghỉ dưỡng để hâm nóng tình yêu. Không chỉ dành tình yêu chân thành cho Jennifer Phạm, doanh nhân Đức Hải còn rất yêu thương con riêng của vợ. Về phía bé Bảo Nam, Jennifer Phạm từng cho biết con trai rất thương các em và mến anh vì cảm nhận được sự gần gũi từ bố dưỡng. Cách đây không lâu, nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới của mình, Jennifer Phạm viết cho chồng: "Chàng chính là nguyên do khiến hạnh phúc luôn ngự trị trong trái tim em. Nếu có một điều ước, em sẽ ước mỗi giây phút bên chàng trở thành vĩnh cửu." 9 năm bên nhau, tình yêu vợ chồng cô dành cho nhau luôn đông đầy. Hoa hậu nhiều lần cho biết, sự ngọt ngào của ông xã khiến cô lúc nào cũng như được sống trong kỳ trân mật. Mỗi lần xuất hiện chung tại sự kiện hay đi với bạn bè, họ không ngại dành cho nhau những cử chỉ tình tứ.